Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình với ông anh mà hôm bữa mấy clip trước mà đi chung với mình ở dưới ruộng mía thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi đốn dừa nước nha. Đi vòng vòng ở cái miếng đất phía sau nè, coi có dừa nước không. Nếu mà có thì hai anh em mình đốn về dầm đá đường ăn nha. Rồi, anh chào mọi người đây. Chào các bạn. Hiện tại mình hai anh em mình đi đang đi đốn dừa nước các bạn ơi. Hai anh em mình sẽ ra cái đám này phía sau này nha. Sẽ xem có dừa thì anh em mình đốn luôn. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi đốn vào cái đám dừa này nha. Nếu mà coi có thì đốn, không có thì đi xuống cái đám phía sau á. Các bạn thấy xa xa đằng kia có một đám không? Thì hai anh em mình sẽ đốn nha. Còn cái đám mà lúc trước mình dẫn mấy đứa nhỏ đi đốn thì bây giờ người ta hạ, người ta bơm đất rồi nên không có dừa để đốn. Bây giờ hai anh em mình sẽ vô đây kiếm nha. Dừa mới bước xuống chân tới luôn, đây có một bồn nè. Anh thử cái dừa ăn không? Bồn này chắc dừa ăn quá. Anh thấy mà chắc giống dừa ăn á. Các bạn đặc biệt chú ý là khi mình chặt dừa nước mình phải thử trước nha. Nếu mà dừa ăn được thì mình hãy đốn, còn không được thì mình để lại. Nó không có chết cây đâu, trái cũng không hư nữa. Rồi, ngon rồi. Điểm quay, coi xét dừa luôn. Luôn. Dừa ăn luôn à. Nè, bạn thấy nè, nó dừa còn mặt là dừa ăn luôn. Ăn luôn. Bộ này chắc ngon luôn rồi, ngon rồi. Chặt luôn đi anh. Giao những mã chiến không à. Để em thả lên vào cho bớt kiến. Đây. Rất nhiều kiến rồi. Thôi để vô đây ha. Em để chung quay không được thì mình sẽ là người quay cho anh đốn nha. Rồi. Đâu rồi. Anh thấy có một bồn không? Cái bồn đó em giống non quá vậy. Ngon thử. Ngon thử. Ông nó quấn đùng xong luôn. Giờ vô đây ông nó quấn không biết đường nào luôn. Non phải không? Non. Anh thấy cái trái cái màu này đóng non rồi mà. Đây, cái con chó này mà là cha của hai con chó ở dưới chòi của mình nha, hay dưới chòi mía mà hôm trước mình quay clip bắt chuột á. Là con của con này nè. Bồn này có 20 kg á. Cái ông nó nổi gì á. Cái lỗi. Người nói bồn già tà bá ăn chưa. Ừ, cái đó nó già luôn, ăn hết được rồi. Quá thì mà báo làm đất á. Ừ. Non rồi. Cái bồn trên được anh, thì là cái bồn trên vừa ăn á. Ừ. Đây, phía bên trên có một bồn nè, rồi phía dưới bên tay chỉ có một bồn à. Bồn dưới thì nó bị già, nó bị trái, nó bị thâm đen rồi, nên cũng không có thử luôn. Bên trên còn một bồn lớn với một bồn nhỏ. Kệ cho con chó lội đi, ông chích này quất nó trước. Tao trước nó chứ gì. Nó quất anh trước thì chó nó chạy. Ngon quá trời. Ngon đúng không? Ừ. Quất lên thấy em. À, bồn hết thấy luôn á. Ừ. Anh chặt con đi. Quá trời nhiều đi rồi. Vô trong đây quá trời luôn. Em nghĩ cái bồn dưới đất chắc vàng luôn anh. Dạ. Cái gì? Vàng dạ, nó nghĩ biết. Bồn dưới đất chắc vàng á, còn bồn phía trên đó. Đi từ bữa ông đựng. Chạy đi. Bồn dưới bồn già hả? Ở trên già hay không? Hai bồn non. Vừa không anh? Thôi cứng mình đốn đi mai nó chạy. Phía cái lâm lá phía sau ông anh mình ông đang đốn á. Thì còn mấy quần nữa để cho ông thử ông đốn luôn. Mình sẽ dẫn các bạn đi
khảo sát một vòng đây nè, nếu mà còn thì kêu anh ra anh quất luôn, còn nếu hết thì thôi mất công anh khỏi đi ra nữa. Đây không cũng có một đám nhưng mà bị người ta hạ rồi nè, các bạn xem nè, người ta mình nó bị người ta hạ rồi. Còn cái đám bên kia thì nó vừa non, vừa còn non thì chắc có thể có không có luôn. Thì ở đây chỉ còn lại mấy buồn này đó. Ở đâu được mấy buồn anh? Hết luôn hả? Thì sau một hồi khoảng 50 phút thì hai anh em mình cũng đốt được 3 buồn. Còn mấy buồn kia non không anh? Mấy buồn kia nó bự quá mà nó còn non. Thì để được sao mình đốt. Giờ nãy đốt là được hai buồn vừa ăn. Còn một buồn anh nói là hơi già, nhưng mà hơi già thì ăn được thì ăn, không được thì mai mình nấu chè. Đây giờ em anh nhìn vô. Thế ăn không ra phụ chú mà. Vừa đóng mới không có. À quá. Sau một hồi thì hai anh em mình cũng dinh về tới nhà. Bây giờ để cho ông vô ông đập dừa ra rồi mình hai anh em còn chặt luôn nha. Đây, hai anh em sẽ lựa cái góc này chặt dừa luôn. Có cục cây nè, anh chặt cho em lại nha. Không cục này, mấy cục kia không còn cục nào á. Chắc không gom đốt hết rồi. Nè. Các bạn nhìn cái dừa nè. Cái mật á. Mật nó rất là ngon luôn. Mình quay với các bạn xem nó mật nè. Nó quay đó nè. Nó quay ngay đó, cần ngồi cho máy quay kìa. Hello mọi người. Giờ né ra đi. Dăng dăng chuẩn dữ. Dăng. Này ngồi không thấy chú luôn á. Chú đi dụ con đưa nè. Cái nào đấy. Chịu được như thế bữa vừa nè. Có buồn buồn ấy ngon, buồn bự bự ngon. Buồn kia dài dài chắc chút bỏ luôn quá. Dạ, để mai nấu chè. Rồi để buồn đó. Ừ. Lọc bữa này nè, con dao kia. Một mình. Chịu hết rồi. Ăn chiều khoảng cơm. Cái cục này chậu.
tướng luôn. Đây con chia lại chứ không tính lại ba ước. Ba ước là con bỏ hồng con hết á. Nhanh đi vô đi. Có bụng dài dài cái lắc cho bằng lại. Bụng dài chắc được trắng quá. Đây 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 đây. Đưa ông dừa đây nó. Đây rồi. Đó nãy điện thoại mà. Mình gì dính chết đi. Cái mặt đồ màu á. Dừa này chặt là phải chú ý nha các bạn. Mình không nên mặc những cái đồ trắng. Mặc đồ trắng lắc về là nước dính nước chát bị thâm màu là không có da đâu nha. Bằng đồ về được. Mốt hư cái meo đi về cho. Okay. Nhẹ nhẹ chú Lẹ ơi. Tao không biết sao nhẹ. Ông chặt kêu gì văng chắc. Cái này nè, cái này nè. Cái áo mày nè. Cái miếng cây nè. Đất ngã hôi luôn. Ở đây, để đồng. Ăn còn tướng vậy còn làm giấc á. Thôi cầm thêm miếng nước vô giữa luôn. Đi. Cầm hai miếng nó vô giữa luôn. Cát hơi bụi vô dưới luôn rồi. Cho con nhỏ này. Nó chụp nhà nhít mà. Bây giờ giữa nó cũng ngon hơn. Giữa là lại cứng sệt luôn á. Thôi giống con đi đừng thử nha nữa. Giống đi mà lột như vậy luôn rồi kìa. Tí vô ăn. Vô luôn. Đi tí vô cho. Không không không. Anh đặt trái hết hai buồn hả? Một buồn kia còn mấy trái nữa à? Trong thấy rồi. No. Chắc gì ăn á, nó chung buồn mà. Anh dục đây chi vậy? Nãy giờ sau một hồi mà trẻ thì cuối cùng cũng ra được một thau nhỏ này rồi nè. Đây, các bạn xem nè. Giờ rất là ngon luôn. Như là hai buồn nha. Còn cái buồn già thì nó bị dài. Ngày mai chặt à, có nấu chè ăn luôn. Mai chặt nấu chè. Video mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh nha. Chào mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn nha.